Cam cô nương, cô làm vậy là sao? Doãn tiên sinh, tôi rất muốn biết thân thế của huynh. Huynh phải biết, người biết nói dối nhưng võ công thì không. Cô nương, tại hạ chỉ là một người tự do, chưa từng hỏi tới chuyện giang hồ. Chúng ta trao đổi âm luật, không có thù oán. Tại sao cô nương lại phải làm khó tôi? Tiên sinh có thể tiếp chiêu của tôi mà là một người bình thường sao? Cô nương phải ép tôi vào chỗ chết sao? Doãn tiên sinh, huynh thà để bị thương cũng không chịu dùng võ công bổn môn. Tuy rằng chúng ta cùng thích âm luật nhưng mà tâm ý khác nhau, khó làm tri kỷ. Huynh đi đi. Nếu như cô nương nghi ngờ tôi như vậy, tại hạ nói cũng vô ích. Cáo từ. Huynh phải biết, người biết nói dối nhưng võ công thì không. Thất bộ đoạn trường hồng. Cô nương này quá độc ác, mình không nên trông chờ gì ở á ta. Á thà giết lầm ngàn người cũng không bỏ sót một người. Ngô lão bà ở nơi xa xôi, sống chết ra sao? Trên đời sẽ không có người thứ hai giải độc cho mình. Bích Hà Sơn Trang này xem ra là nơi chôn thân của mình. Y bằng hữu, có gì từ từ nói. Thương lượng cũng được, nhưng ta có chuyện phải nói. Y bằng hữu cứ nói, chuyện gì cũng được hết. Ta không phải hỏi y, nếu như người muốn chụp mũ, đừng trách ta ra tay vô tình. Người không phải y kiếm mình. Người muốn chết thật sao? Tại hạ có mắt không tròn, sau này không dám ăn nói lung tung nữa. Vừa rồi tại hạ hiểu lầm Ngô huynh là y kiếm bình, lén đến hành thích, đúng là đáng trách. Đừng có nói suông nữa. Nếu không phải ta phản ứng nhanh thì đã chết dưới tay của ngươi rồi. Ngươi muốn làm gì? Quyệt đạo của ngươi đã bị điểm bằng độc thủ pháp độc môn của ta. Ngươi thử hít thở xem coi có cảm giác gì. Y bằng hữu,
ta vẫn chưa làm hại gì ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn sao? Đơn giản thôi, có trao đổi nhỏ với ngươi. Trao đổi gì? Trong vòng nửa canh giờ tới, nếu như huyệt đạo của ngươi chưa được giải, khí huyết sẽ bị đảo ngược khiến tử vong. Còn ta đây cũng bị trúng chiêu của chủ tử ngươi. Nếu không có thuốc giải, ta cũng chết. Chúng ta một mạng đổi một mạng. Ngươi cho ta thuốc giải, ta giải huyệt đạo cho ngươi. Ngươi thấy sao? Cô nương và ta muốn giết ngươi, làm sao ta cứu ngươi được chứ? Ngươi đừng có ảo tưởng. Nếu như ta chết thật thì không còn ai cứu ngươi. Mạng của ngươi chắc là quan trọng hơn mạng của ta. Được, họ Doãn kìa, cho ngươi thắng. Đưa ta xem thử ngươi trúng độc gì. Ngươi đã trúng thất bộ đoạn trường hồng. Ngoài Đan Phượng Hiên bọn ta, không ai cứu được. Ta biết, vậy cho nên ta mới trao đổi với ngươi. Doãn bằng hữu, chờ qua hai canh giờ sau ngươi sẽ không sao. Đại trưởng phu coi trọng chữ tín, ngươi nên giải quyết cho ta rồi. Ngươi có thể đi rồi. À, quên nói với ngươi, nguyệt đạo của ngươi chờ qua một canh giờ sẽ tự động được giải. Họ Doãn kìa, ngươi chơi ta. Vừa rồi nếu như ta không hạ thủ lưu tình thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Thấy không phục thì thử lại đi. Được, cũng có một ngày ta cho ngươi biết lợi hại của Nguyễn Hành này. Ta chờ ngươi. Mình quá khinh suất rồi. Nếu lúc nãy mình rời Bích Hà Sơn Trang cũng không tới nỗi rơi vào tay của ả ta. Cam Thập Cửu Muội, rốt cuộc ngươi là ai? Cam Thập Cửu Muội, cô muốn tôi chết thật sao? Doãn tiên sinh, tôi tới gặp huynh là vì muốn chuộc tội. Cô nương, vậy có nghĩa là sao? Vừa rồi tôi không phải muốn hại huynh, chỉ là muốn biết võ công của huynh thôi. Tại hạ vô cùng bái phục thủ đoạn của cô nương. Vì muốn thám thính một người, không tiếc dùng kịch độc thiên hạ. Nếu như không phải sai sót ngẫu nhiên, thuộc hạ của cô cũng ám hại tôi, thì tôi nghĩ giờ này cô nương có thể tới dọn xác của tôi rồi. Khiến tiên sinh hoảng sợ, tôi thành thật xin lỗi. Tôi cũng vì bất đắc dĩ. Kẻ địch y kiếm mình của tôi không sợ thất bộ đoạn trường hồng, còn tiên sinh đây tướng mạo lại giống hệt hắn. Tôi đành phải dùng độc để kiểm tra tiên sinh thôi. Hay, cách này rất hay. Lần này thành thật xin lỗi tiên sinh. Tiên sinh thứ lỗi. Trưa ngày mai tôi chuẩn bị yến tiệc, mời tiên sinh cùng đến nghe đàn ngắm cảnh, coi như là tạ lỗi. Mời tiên sinh nhất định phải tới. Được. Doãn tiên sinh, thuộc hạ của tôi không cẩn thận, hình như có để quên lại thứ gì đó, là đồ của sư môn. Không biết tiên sinh có nhìn thấy hay không? Cô nương nhìn thấy mọi việc, tại hạ hổ thẹn. Đa tạ. Cầm cô nương,
đây là kịch độc. Sau này hãy thận trọng. Tiêu Ngọc Nhi, hả? Có phải là đi tìm Doãn Kiếm Bình không? Ai đó? Võ tiên sinh, là tôi. Trầm cô nương, trễ như vậy rồi, còn có chuyện gì sao? Không có gì, tôi lo cho vết thương của huynh. Bây giờ đã qua 2 canh giờ rồi, không biết vết thương sao rồi. Cô nương cứ yên tâm, độc đã được giải rồi. Vậy thì tốt. Doãn tiên sinh nghỉ ngơi đi. Đa tạ cô nương tới thăm. Thì ra Tiêu Ngọc Nhi là Cam Thập Cửu Muội. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Lan Tâm, sao cô lại đây? Lan Tâm, cô muốn làm gì đây? Doãn Kiếm Bình, ngươi là tên lừa đảo, vô liêm sỉ mà. Cô nhỏ tiếng chút thôi. Ngươi chính là tên lừa đảo. Nhỏ tiếng chút đi. Ngươi là tên lừa đảo. Đừng làm ồn. Làm kinh động Thập Cửu Muội thì không ai thoát được đâu. Đừng ồn. Tiêu Ngọc Nhi là Cam Thập Cửu Muội. Người cứ luôn miệng nói người và Thập Cửu Muội thù sâu như biển cả, tất cả đều là dối trá hết. Hai người vừa mới liếc mắt đưa tình, chàng chàng thiết thiết, ta nhìn thấy hết rồi. Hồn của ngươi bị con yêu nữ đó cướp mất tiêu luôn, còn dám nói trả thù gì đó nữa, tất cả đều là gạt người ta hết. Lan Tâm, bây giờ cô không biết là tôi làm gì, tôi nghĩ cái gì. Tôi chỉ có thể nói là tôi tiếp cận Thập Cửu Muội là để thám thính tình hình. Ta không muốn biết ngươi đang nghĩ cái gì hết á. Ta chỉ muốn biết là ngươi có phải đệ tử Phái Lạc Dương không? Thật ra ngươi và Thập Cửu Muội có quan hệ gì? Hôm nay ngươi phải nói rõ cho ta. Sau này tôi sẽ nói cho cô biết. Nhưng mà bây giờ, trước mắt cô phải rời khỏi đây. Ở đây nguy hiểm lắm. Ngươi không nói không sao. Ta tự đi hỏi Cam Thập Cửu Muội. Hôm nay ta phải hỏi cho rõ ràng. Cô không đi được. Ngươi sợ rồi chứ gì? Tránh ra đi. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Nếu như cô còn làm sằng bậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Hôm nay ngươi không giết ta thì đừng hòng cản được ta. Lan Tâm, đừng có phá nữa. Buông ta ra. Quốc trì của nương, Cam Thập Cửu Muội đánh giỏi hơn tôi. Nếu như cô tìm mã là tự tìm đường chết. Không cần ngươi bận tâm đâu, bỏ ra đi. Lan Tâm, Lan Tâm à, cô không sao chứ? Lan Tâm, tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý. Cô không bị thương chứ? Doãn Kiếm Bình, vì ả yêu nữ đó mà người đối với ta như vậy sao? Thậm chí còn muốn giết ta nữa. Tôi không có. Tôi không cố ý thật mà. Giờ ta đã hiểu rõ ngươi rồi. Ngươi đúng là thứ lòng lan dạ sói. Doãn Kiếm Bình, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta sẽ không bao giờ tìm ngươi nữa đâu. Lan Tâm, Lan Tâm.